Thưa quý vị, sáng nay dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức phiên họp cho ý kiến về các nội dung liên quan đến kỳ họp bất thường lần thứ 5 Quốc hội khóa 15. Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội đã thảo luận tại hội trường về dự thảo luật đất đai sửa đổi, trên cơ sở 29 ý kiến phát biểu và 9 ý kiến góp ý bằng văn bản của đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo cơ quan chủ trì thẩm tra, cơ quan soạn thảo và các cơ quan tổ chức có liên quan nghiên cứu tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật. Sau khi nghe trình bày tóm tắt dự thảo báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc giải trình tiếp thu chỉnh lý dự thảo luật đất đai sửa đổi, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tiến hành thảo luận về kết cấu của báo cáo, các nội dung tiếp thu, giải trình, góp ý trực tiếp vào dự thảo luật. Cũng tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về việc giải trình tiếp thu chỉnh lý dự thảo luật các tổ chức tín dụng sửa đổi, giải trình tiếp thu chỉnh lý dự thảo nghị quyết về một số cơ chế chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn vướng mắc để nhanh tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Giải trình tiếp thu chỉnh lý dự thảo nghị quyết về việc bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn, vốn ngân sách trung ương cho các nhiệm vụ dự án đầu tư công và bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam.